Khoảng 9 giờ sáng ngày 18 tháng 1, khi nhiều nhân viên và khách hàng đang mua sắm ở tầng trệt của cửa hàng Circle K trên đường Vĩnh Hội thì bất ngờ sàn của kho tầng 1 đổ sập đè lên nhiều người. Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó đội trưởng đội công tác cứu nạn cứu hộ phòng PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lúc 9 giờ phòng nhận được thông tin từ Công an quận 4 có một công trình trên đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4 bị sập. Khi đến nơi, lực lượng chức năng nắm tình hình có 8 người bên trong chạy thoát ra ngoài kịp, còn một người mắc kẹt bị đống đổ nát đè lên. Lãnh đạo phòng PC07 cho biết, đến 9 giờ 45 phút, một nạn nhân nữ bị thương nặng được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra từ đống đổ nát. Khi được đưa ra ngoài, nạn nhân đã bất tỉnh và được lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Nhưng sau đó, phía bệnh viện xác nhận nạn nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng đã dùng nhiều vật dụng gia cố lại công trình và triển khai các công cụ chuyên dụng để cắt đưa hàng hóa gạch ra ngoài tìm kiếm nạn nhân. Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm rà soát. Nguyên nhân ban đầu vụ sập cửa hàng tiện lợi được cơ quan chức năng xác định do lượng hàng trên tầng lầu quá tải.